chưa đến 100.000. Mẫu này cũng chưa đến 100.000. Và cả cái kho tấm nhựa Nano Haroma to như thế này với tất cả những cái mẫu tấm nhựa Nano Haroma phân khúc tầm trung đều chưa đến 100.000 cho 1 m². Chưa năm nào, thực sự chưa năm nào giá tấm nhựa Nano lại sâu đến mức như năm nay, về thật sát với cả giá nhà sản xuất rồi anh chị em ạ. Và đây là một cơ hội rất lớn cho những anh chị em làm phân phối bên cửa hàng hay là những bên thi công, nhất là những bác chủ nhà là một trong những người được lợi nhất. Nếu như anh chị em nhà mình đang hoàn thiện nhà hay là đang cần cải tạo lại nhà thì ngay lập tức năm nay phải triển khai luôn thôi, bởi vì giá nó quá là sâu rồi. Và mọi người ơi, sâu nhưng mà chất lượng nhựa của nó rất là đẹp nhé anh chị em nhé. Mọi người cùng nhìn này, đấy, cốt nhựa mặt sau là cốt nhựa trắng như thế này, bề mặt trước là những tấm vân gỗ rất là đẹp. Đấy, nhà Haroma thì sẽ có rất là nhiều các màu vân khác nhau để cho anh chị em nhà mình lựa chọn. Chưa hết đâu mọi người ơi, nhìn qua cái cốt nhựa cùng với hạ này. Đây, cốt nhựa nhà Haroma là rất dày dặn, cứng cáp và chắc chắn như thế này. Chống ẩm mốc, chống mối mọt và chống cong vênh. Tuổi thọ lên đến trên 20 năm, dễ dàng thi công nhờ thiết kế hèm khóa âm dương. Thi công nhanh, thẩm mỹ lại cao, quá là lợi. Và anh chị em nhà mình cần thêm thông tin gì thì cứ để lại phần bình luận hạ lên ở video sau giải đáp tới anh chị em nhà mình nhé. Và hạ có để lại cái bảng giá ở dưới phong phần phía dưới này. Anh chị em mình điền thông tin vào đấy để tải toàn bộ tất cả file báo giá chính sách đại lý. Nếu như lấy số lượng lớn, nhớ nhắn cho Haroma để chiết khấu sâu hơn nha. Follow kênh để cập nhật vật liệu mới nhé.